Sáng ngày 12 tháng 6, dự án đường sắt đô thị, metro, nhổn, ga Hà Nội chạy thử liên tiếp các đoàn tàu ở chế độ vận hành tự động với tốc độ tối đa theo thiết kế là 80 km/h. Việc chạy thử là để kiểm tra hoạt động của đoàn tàu, tính đồng bộ giữa hệ thống thông tin, tín hiệu của tàu và hệ thống điều khiển. Đây là bước quan trọng trong quy trình kiểm tra đoàn tàu ở trạng thái động, phục vụ kiểm tra nghiệm thu chạy thử và đánh giá độc lập về an toàn vận hành đoàn tàu. Theo Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội, từ tháng 7 năm 2021, dự án đã vận hành thử nghiệm liên động các đoàn tàu và đã vận hành thành công chế độ tự động tốc độ gần 80 km/h. Tuyến đường sắt nhổn, ga Hà Nội có chiều dài 12,5 km, gồm 8,5 km đi trên cao và 4 km đi ngầm. Dự án có 10 đoàn tàu được chế tạo tại Pháp, mỗi đoàn gồm 4 toa, có khả năng chở 944 đến 1.124 người, mật độ khoảng từ 6,6 đến 8 người trên mét vuông. Trong khoang hành khách của tàu có hệ thống phát thanh, camera có màn hình quan sát trực tiếp tại toa cabin để kịp thời xử lý những trường hợp khẩn cấp và hệ thống phát hiện cháy và khói độc lập, đèn LED tự động điều chỉnh ánh sáng cho phù hợp khi đi vào đoạn ngầm. Khi đi vào vận hành chính thức, metro nhổn, ga Hà Nội vận hành, tốc độ khai thác thương mại trung bình 35 km/h và có 8 đoàn tàu cùng hoạt động, một đoàn tàu dự bị phục vụ giờ cao điểm khi quá tải và một đoàn tàu phục vụ cứu hộ khi có trường hợp khẩn cấp. Hà Nội từng dự kiến hoàn thành, đưa dự án vào khai thác vận hành đoạn trên cao vào cuối năm 2021 và toàn tuyến vào cuối năm 2022. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và thiếu vốn, chậm trễ trong giải phóng mặt bằng khiến dự án bị chậm tiến độ. Hiện tiến độ khai thác đoạn trên cao được điều chỉnh lùi đến cuối năm 2022.